Chào các bạn, đây là kênh Em Anh 24 giờ của tôi. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Israel lột xác cho team Kikoma F4E để đấu thắng Su-27 Trung Quốc. F4E2020 Terminator kẻ hủy diệt là biến thể mới nhất do Israel thực hiện trên team Kikoma F4 Phantom 2 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Biến thể này từng thắng áp đảo trước team kích Su-27 Trung Quốc trong một cuộc tập trận. F4 Phantom 2 được biết đến với biệt danh Koma là một trong những tiêm kích huyền thoại từng được sử dụng trong không quân của nhiều quốc gia trên thế giới. Phiên bản F4E2020 Terminator được phát triển bởi công ty Israel Aerospace Industries, ERI, và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chiến đấu hiện đại và đòi hỏi công nghệ cao. F4E2020 Terminator được trang bị hệ thống điện tử, radar và cảm biến tiên tiến, cung cấp khả năng theo dõi và tấn công mục tiêu hiệu quả hơn. Máy bay này cũng được trang bị vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa không đối không và không đối đất, để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu đa dạng. Với việc nâng cấp này, F4E2020 Terminator giúp tiếp tục kéo dài tuổi thọ và tăng cường khả năng chiến đấu của F4 Phantom 2. Công nghệ và các tính năng mới này cho phép máy bay có hiệu suất tốt hơn trong các tác chiến hiện đại. Theo Military Today, Drive, chiến đấu cơ F4E2020 Terminator được Israel nâng cấp cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được coi là biến thể mới nhất và mạnh nhất của dòng tiêm kích con ma do Mỹ chế tạo. Hiện tại có 54 chiếc F4 đã được nâng cấp lên chuẩn F4E2020 Terminator. Với việc nâng cấp này, khung thân của F4 đã được gia cố chắc chắn hơn, thay thế hệ thống dây dẫn điện cùng hệ thống thủy lực mới. F4E2020T được trang bị radar LTAL trên M2032 cho tầm trinh sát và bắt bắn mục tiêu tốt hơn. Chúng có thể theo dõi đa mục tiêu và dẫn bắn cùng lúc hai mục tiêu. Với radar độ phân giải cao, khả năng phát hiện mục tiêu và khóa mục tiêu chính xác của radar mới, những chiếc F4E2020T Terminator dễ biến máy bay đối thủ trở thành mồi ngon của mình. Buồng lái của biến thể này cũng đã được cải tiến hơn so với các nguyên bản F4 do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, F4E2020T Terminator còn được lắp đặt hệ thống hiển thị trước mặt phi công Kaiser trên M1OP, HOTAS, Instinct GPS, MFD, hệ thống liên lạc UHF VHF mã hóa. F4E2020T Terminator cũng như mang được những vũ khí mới hiện đại hơn. Biến thể này còn được trang bị những Pod Lightning 2 để chỉ thị mục tiêu mặt đất, giúp chúng có thể thực thi nhiệm vụ của một cường kích thay vì chỉ đánh chặn như nguyên bản. F4E2020T được trang bị động cơ J79 cho tốc độ tối đa 2370 km/h, bán kính bay 680 km, tầm bay cực đại 2600 km, trần bay 18,3 km, vận tốc leo cao 210 m/s. Tổng trọng lượng vũ khí mang theo của chiếc máy bay chiến đấu này lên tới hơn 8 tấn. So với F4E nguyên bản, F4E2020T Terminator có vài khác biệt ở khung thân, như một đường ván nhỏ thêm vào cửa hút khí nhằm cải thiện độ nhanh nhẹn của máy bay, gia cố đoạn sườn ở nếp cất cánh, cải tiến nắp buồng lái. Bên cạnh đó, nhà thầu Israel còn tiến hành thay thế 20 km dây điện nhằm giảm bớt 750 kg trọng lượng, cũng như sửa đổi sâu trong hệ thống thủy lực của máy bay. F4E2020T mang được bom định vị mục tiêu Lightning 2 để dẫn bắn cho các loại bom và tên lửa có điều khiển như AGM-142 Papai, AGM-65 Digger Maverick, AGM-88 Ham, GBU-8 Hobos, GBU-10/12 Pathway 2 LGB. Ngoài ra, chúng vẫn được trang bị tên lửa không đối không tầm trung AM-7 Sparrow, cũng như tên lửa tầm ngắn AM-9 Sidewinder. Sức mạnh của F4E2020T đã được kiểm chứng trong cuộc tập trận với những chiếc Su-27 của Trung Quốc. Cụ thể, vào tháng 9 năm 2010 đã diễn ra cuộc tập trận kết hợp giữa Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tại căn cứ không quân Konya, thuộc khu vực trung tâm Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi Trung Quốc mang tới đây các tiêm kích Su-27SK thuộc hàng hiện đại nhất, thì phía Thổ Nhĩ Kỳ đã gây kinh ngạc khi cất những chiến đấu cơ F-16CD tối tân và chỉ cho F4E Terminator 2020 xung trận. Thật bất ngờ, trong các bài tập đối kháng giữa Su-27 và F4E2020T, đại diện từ Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng tuyệt đối, áp đảo 8-0 trước những chiếc Su-27SK của Trung Quốc. Với năng lực chiến đấu đáng kể như vậy, F4E2020T sẽ tiếp tục được Không quân Thổ Nhĩ Kỳ biên chế trong một khoảng thời gian nữa.
Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.